Hello, xin chào mọi người. Khi bước vào một căn phòng giải trí như thế này thì thứ mọi người chú ý đầu tiên là gì? Có phải là cặp loa không? Chính xác, hầu hết mọi người sẽ chú ý về cặp loa. Vì vì sao ạ? Nó to, âm thanh phát ra từ nó. Nên hầu hết sau khi đầu tư một bộ dàn âm thanh thì mọi người sẽ bỏ tiền tập trung vào loa, nhưng mọi người lại bỏ quên các thiết bị khác. Mà chất lượng âm thanh của bộ dàn nó sẽ ảnh hưởng từ loa, từ âm ly. Nếu mà trong karaoke nó sẽ có vang số và micro nữa. Vậy thì mọi người đầu tư âm thanh làm sao cho nó chuẩn, kể cả karaoke, kể cả xem phim, thì mình là Khánh cùng với mọi người tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Hầu hết những người đang nghiên cứu hoặc là mới tập chơi ngành audio này thì sẽ rất là quan tâm đến cặp loa. Đấy, lý do thì mình đã nói từ phần mở đầu. Loa nó phát ra tiếng, loa nó to, mọi người dễ chú ý nó, nên hầu hết chi phí đầu tư cho bộ dàn mọi người sẽ tập trung vào loa. Tuy nhiên, một cái loa để nó hay được, để nó phát ra tiếng được thì thành phần quan trọng không kém với nó chính là cái âm ly. Trong karaoke thì có thêm vang số nữa, micro nữa. Nếu ví dụ như mình nói về dàn karaoke đi ha, khách hàng hầu hết sẽ đầu tư những cặp loa rất là mắc tiền, như từ những thương hiệu nổi tiếng như là Bose này, JBL này, Electrovoice này, đó. Tuy nhiên, đến cái phần đồ đánh như là cục đẩy, như là vang số, như là micro, bắt đầu mọi người chọn những sản phẩm nó không phù hợp với cái loa đó. Không phù hợp đây là gì? Không phù hợp ở đây là không phù hợp về cái phân khúc ạ. Ví dụ như một cặp loa mọi người chơi rất là xịn sò, rất là xịn, 30-40 triệu một cặp loa, thì cục đẩy nó phải tương xứng với nó, chất âm cục đẩy nó phải tương xứng với nó. Trong một clip gần đây mình đã có chia sẻ về cái vấn đề là cục đẩy cao cấp với cục đẩy trung cấp tầm trung nó sẽ khác nhau cái gì, thì mình đã phân tích ra sự khác biệt nó rồi. Thì loa mình cũng đã phân tích rồi, thì cái phần mà ghép với nhau á, nó không tương tự như vậy. Một cái loa trung cấp thì đi với một cái cục đẩy trung cấp nó sẽ vừa hơn, một cái loa cao cấp thì nên đi với một cục đẩy cao cấp thì nó mới hợp lý nhau. Bởi vì sao? Để mình đỡ phí cái tiền để mình đầu tư. Ví dụ như một cái loa Bose RO 8 đi ha, mình ví dụ vậy cho đơn giản. Một cái loa Bose RO 8 chất lượng âm thanh rất là tốt rồi, tất cả mọi thứ đều là tốt rồi, nhưng vang số mọi người mà đầu tư những con vang số, ví dụ như không phải cái 180A mà bên mình hay đầu tư, mà mọi người đầu tư một con vang số chỉ tầm khoảng 3-4 triệu, thì cái việc chất âm của cái vang số nó ảnh hưởng đến cái loa là có thật. Một cái vang số 3-4 triệu, cái chip xử lý âm thanh của nó không thể nào tốt được. Và khi tất cả âm thanh, nguồn đầu vào rồi micro, tất cả mọi thứ mọi người đi qua mixer đó, bắt đầu mọi người mới ra loa, thì thực tế cái chất lượng âm thanh từ cái mixer ra loa nó đã dở rồi, thì in vào dở thì out ra cũng dở thôi. Không thể nào một cái loa nó không thể nào giúp cho cái âm thanh đầu vào mọi người dở mà âm thanh nó ra hay được. Cái loa nó không có tác dụng đó, và mọi người, cái loa nó không thể làm chuyện đó được. Về phần âm thanh xem phim nó còn phức tạp hơn nữa. Thậm chí mọi người, mình thấy mọi người đầu tư về một cái dàn loa như 7.1 đi, 7.2, mọi người đầu tư rất nhiều về loa, những dòng như clip này kia mọi người đầu tư rất là đầy đủ luôn. Tuy nhiên, ngay từ đầu mọi người bố trí vị trí nó phải đúng đã. Cặp loa trước, cái loa center, hai loa surround, hai loa surround back, đầu tiên chưa cần thiết mọi người bố trí vị trí loa nó phải chính xác đã. Sau đó là gì? Âm ly. Mọi người phải đầu tư âm ly nó đủ số kênh, nó có chức năng ra được 7.1 thì dàn âm thanh đó mới bắt đầu hoạt động được. Ngoài ra, âm thanh xem phim nó còn rắc rối hơn một xíu nữa là cái nguồn phim và cái đầu phát mọi người cũng phải ra được 7.1 luôn. Thì với tiêu chuẩn như thế nào để 7.1 thì mình đã có chia sẻ trong clip trước, thì mình có thể chia sẻ lại luôn là nếu mọi người xem phim online thì mọi người thường bây giờ hay có Netflix nè, có Prime Audio nè, có Apple TV nè, những cái đó, thì khi mọi người bấm vào một cái bất kỳ một cái phim nào đó, nó có hiển thị trên đó là những cái hiệu ứng âm thanh có khả năng trong cái phim này, tức là chẳng hạn như âm thanh 5.1 nè, 5.1.2, 7.1, Dolby Atmos, bla bla bla, 4K này kia, thậm chí cả chất lượng hình ảnh luôn. Thì khi mọi người bấm vào cái phim đó thì nó sẽ có ra đầy đủ các thông số của cái phim đó nó được như thế nào. Thì cái phim nó phải có, cái nguồn nó phải có đã, thì khi xem phim mọi người mới ra được. Rồi sau khi cái phim nó có thì mọi người phát phải qua một cái nguồn phát nó đáp ứng được cái việc đó. Một cái nguồn phát ở đây là gì? Thường bên cinema sẽ có là đầu đun. Đầu đun nó sẽ xuất được âm thanh ra. Đó, thì chứ còn mọi người xem qua TV không, chưa chắc đâu nha. TV có nhiều loại nha, có loại thì xuất ra âm thanh được,
nhưng mà có loại không ra được, có loại nó chỉ ra được 2.1 thôi, không thể nào ra được 5.1 hay 7.1, đặc biệt là 7.1 đó. Thì cái đầu phát, cái nhiệm vụ của nó là như vậy. Còn nếu mà mọi người xem phim về ổ cứng thì ok, đầu tiên là chế phim trong ổ cứng của mọi người sưu tầm được, nó phải có ra được hiệu ứng 5.1, 7.1, Atmos này kia đã. Đầu tiên là như vậy đã, cái nguồn in đầu vào nó phải có đã. Sau nguồn in đầu vào thì nó phải qua một bộ xử lý, thì cũng như cái đầu đun như mình nói rồi, nó phải qua một bộ xử lý, xử lý ra được đầy đủ các chất âm này kia, đầy đủ 5.1, 7.1 này kia, rồi bắt đầu từ đó mới ra âm đi, từ âm đi khuếch đại lên ra các loa. Thì tất cả những thành phần đó mình muốn trải nghiệm một cái bộ dàn thì tất cả các thành phần đó nó đều ảnh hưởng đến hệ thống, chứ không chỉ riêng cái loa. Đó là âm thanh về gia đình ha. Còn âm thanh về quán cũng tương tự như vậy luôn. Khi bước vào một cái quán về quán bar nè, quán lao nè, quán hoặc quán cà phê đi, mà mọi người thấy hạng nhạc hay quá, thì mọi người thường chú ý cái gì? Mọi người thường chú ý loa đúng không? Mình cũng vậy thôi. Thường đi xem vô một quán lao bar, mọi người thấy cái loa, ồ cái loa nó hay quá, thì mình, nhưng đâu ai biết rằng để cái loa đó hay được như vậy, đằng sau đó nó cần phải có những thiết bị cũng phải hay không kém. Những thiết bị bổ trợ, ví dụ như là loa đó thì cần phải có cục đẩy như thế nào, phải cần một cái thiết bị xử lý mixer như thế nào, và thiết bị controller như thế nào, setup như thế nào nữa, thì nó mới hoàn thành ra một cái hệ thống hay như thế. Chứ không phải là mọi người đi đến quán ba này, mọi người thấy cái loa JBL, những loa mặc tin này hay quá, mọi người lấy nguyên cái loa đó, mọi người bê về quán của mình, mọi người lắp đặt, mà mọi người hoàn toàn không biết là trong hệ thống của nó đang có những cái phần thành phần gì mà mọi người yêu cầu nó hay là tương tự như thế, là không có đâu nha, không bao giờ có. Loa nó hay, mọi người nghe một cái âm thanh tổng thể của một bộ dàn nó hay như thế, là loa nó chỉ chiếm được khoảng 30-40% trong đó thôi, còn lại rất là nhiều thứ trong đó nữa, cục đẩy nữa, nó phải đủ công suất, phải phối ghép như thế nào cho chuẩn, ra âm thanh cho nó hay. Mixer là cái mọi người hay bỏ qua nhất nè. Mọi người, mình thấy trong âm thanh F&B là mọi người hay bỏ qua phần mixer này nhất. Một cái dàn loa rất là xịn, mình đi vào những quán dàn loa rất xịn, đồ rất xịn, không có gì chê được cái gì cả, cục đẩy cũng xịn luôn, nhưng mà thiết bị xử lý không có, không có mixer luôn, nó chỉ có một cái mixer bàn thôi, mà mixer bàn thì mọi người biết rồi, mixer bàn không xử lý được gì cả, âm thanh chỉ cắm vào thì để phát tiếng thôi, không xử lý được bất cứ cái gì, không có thiết bị controller, không có một bất cứ một cái thiết bị nào cân chỉnh, thà tệ lắm nó có cái vang số còn được, còn đây còn không có vang số luôn, chả có gì để xử lý cả, thì chắc chắn âm thanh không thể hay được. Ngay đó là ngay từ đầu cấu hình lên đã sai, thì hệ thống nó sai luôn, nó hư luôn, không hay. Nên là nhiều khi là anh em chủ tư đi tham khảo các quán khác, thì mọi người cứ nhìn cái loa đó, mọi người thấy nó hay, nó dở gì đó, thì mọi người khoan hẳn đầu tư theo giống người ta. Bởi vì mình phải tìm hiểu thêm, tức là cái loa đó nhưng mà phải có thêm cái gì đó nữa nó mới hay á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì là cái nguyên một hệ thống, đó là âm thanh là nguyên một hệ thống, chứ không thể phải là âm thanh của riêng cái loa đó. Ok, vậy là mọi người đã biết đầu tư dàn âm thanh làm sao cho nó chuẩn, cho nó hay rồi ha. Về sau vô đừng có đầu tư hết tiền như cặp loa trước ha, nên giữ lại một xíu tiền còn đầu tư âm ly, vang số, micro này kia ha, cho bộ dàn nó hay nữa. Còn nếu muốn bộ dàn hay như thế nào, muốn tư vấn nào chi tiết hơn nữa, thì mọi người biết liên hệ với ai rồi đó. Bye bye.